Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Cuộc Sống Tại Mỹ của Hà. Bây giờ là mùa đông ở bên Mỹ rồi mọi người, thời tiết rất là lạnh lắm. Thì với cái thời tiết này thì không ai nghĩ đến ý tưởng là sẽ đi hội chợ đâu mọi người. Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay Hà... Xin chào mọi người. Hôm nay thì Hà dẫn hai đứa con của Hà đi đến cái địa điểm này để là chụp hình Noel miễn phí. Và đây cũng là một cái nơi mà gọi là người ta bày bán, giống như một cái hội chợ. Người ta bày bán những cái vật liệu trang trí cho mùa đông, và những cái đèn cài sáp và nến thơm, hạt xà bông này nọ, hương liệu dành cho mùa đông nữa. Thì bây giờ Hà sẽ quay cho mọi người xem nha. Và cái đặc điểm của cái hội chợ này đó là tại vì nó tổ chức vào mùa đông á, nên người ta sợ là không có lượng khách ra vào đến nhiều á, nên người ta ngoài cái việc mà có những cái gian hàng ngoài sân thì người ta còn ở trong phía trong hội trường nữa. Thì một lát Hà sẽ quay ở trong hội trường cho mọi người xem như thế nào ha, và xem những mặt hàng bán như thế nào. Bây giờ mọi người hãy cùng với Hà bước vào bên trong nha. Tập YouTube này Hà làm hơi bị rối nha mọi người, tại vì không có ý định là sẽ quay cái hội chợ này á. Định đến đây chơi thôi, rồi dẫn theo tụi nhỏ, tụi nó rối lắm. Mọi người có thể nghe mấy cái tiếng tụi nó nói Mommy look look, giống như má ơi nhìn kìa nhìn kìa. Đây là cái toàn cảnh của cái hội chợ khi mà Hà bước chân vào hội trường á. Thì bên trong người ta có gắn lò sưởi nên rất là ấm áp mọi người. Mục đích cho chuyến đi lần này của Hà đó là cho tụi nhỏ chụp hình chung với ông bà già Noel. Bởi vậy vào là đi tìm ngay đến gian hàng này. Bông ơi, bông à, bông, bông, look at me, bông, smile. Nhìn mặt của ông già Noel với bà già Noel đúng hiền lành và phúc hậu luôn mọi người. Nhìn mà họ hay quá ha. Cái gian hàng này thì người ta đang cho các em bé ăn bánh quy miễn phí. Bây giờ thì Hà sẽ quay lần lượt một số gian hàng trong cái hội chợ này cho mọi người xem nha. Đặc điểm của cái hội chợ này là những mặt hàng đều được làm bằng tay hết nha mọi người. Làm hàng thủ công, hàng handmade á. Thì phần lớn những cái gian hàng này là họ có những cái cửa hàng online. Và hội chợ này là nơi để mà họ trưng bày sản phẩm, cũng có bán nữa. Và chủ yếu là họ sẽ tiếp cận với khách hàng, cho khách hàng biết đến những gian hàng của họ. Vì vậy Hà sẽ đi quay và quay những cái trang mạng xã hội của họ, cái tên trang mạng xã hội của họ, để khi mà Hà cần á thì Hà có thể liên lạc. Giống như họ Hà cần những cái mặt hàng, ví dụ như in cái áo hoặc là những cái xà bông thơm đó, giống như gian hàng này nè mọi người, đây là xà bông nè. Những cái món khi mà mình cần những món quà dễ thương làm quà tặng gì thì Hà sẽ liên lạc với những cái website này để tìm được món hàng vừa ý cho Hà. Cái gian hàng này không phải là gian hàng trang trí đâu mọi người, mà là gian hàng thức ăn. Và nét đặc biệt của cái gian hàng đó là nhiều loại nước chấm khác nhau. Thì mọi người có thể thấy đó, nhiều màu sắc hình dạng. Thì vị Hà không rành về ẩm thực Mexico, nhưng mà qua cách bày trí thì có thể biết là mặt hàng của họ là các loại nước chấm. Gian hàng này là các loại bánh ngọt handmade mọi người. Thì mình có thể đặt dịch vụ của họ vào những dịp là cần trang trí về thôi nôi hoặc là sinh nhật, rồi cần những cái bánh mà đẹp để trang trí á, thì họ cũng có cho một cái dĩa để đựng bánh ăn thử. Họ có mời hàng ăn thử thì để hàng quay cận cảnh cho mọi người xem cái bánh nha. Đây là bây giờ Hà lấy cái mẫu thử này, chủ cửa hàng của từng bánh rất là dễ thương. Ôi, cái bánh nó vừa dễ thương mà hương vị nó cũng rất là ngon mọi người, ngọt, dịu, không có vị gắt. Có dịp thì Hà sẽ đặt bánh của cửa hàng này. Cái đặc sản của khu vực mà Hà đang sinh sống đó, đó chính là sa mạc. Và sa mạc, nhắc đến sa mạc thì không thể nói đến xương rồng đúng không ạ? Và đây là một cách sáng tạo để họ trang trí cây thông hoặc là nhân dịp Giáng sinh đó mọi người.
dùng những chính những cái xương rồng này, một loại thực vật có thể sống quanh năm trải qua mùa đông băng giá mà vẫn tồn tại phát triển xanh tốt. Họ dùng những cái cây xương rồng này và đặt vào những cái bình chứa, chẳng hạn như là cái bình hoặc là trái châu á, thì lại biến hóa nó thành một cái vật trang trí cho Noel rất là dễ thương và sáng tạo. Sáng giờ Hà đi cũng lâu rồi và bây giờ đói bụng rồi mọi người, mà đặt chân đến cái gian hàng này á là không thể nào mà không nôn nao cái ruột và chảy nước miếng đâu mọi người. Biết sao cái nếu mà mọi người ở đây, mọi người có thể cảm nhận được cái hương thơm của gian hàng này, nó rất là ngon luôn á. Đây là cái menu của món ăn nhưng mà họ viết bằng tiếng Tây Ban Nha, nên Hà cũng không hiểu cái món đó là bao gồm những thành phần gì đó. Bởi vậy bây giờ Hà sẽ chọn bằng cách nhìn những cái mẫu trưng bày của người ta đó mọi người. Nhìn thấy món là ngon ngon là chấm liền thôi, không cần biết cái thành phần của nó là gì. Which ingredient for this one? Those are these right here. They're called papas de cubeta. Like a vegetable, is that? Yeah, kinda. Okay. I want this one. Get it, este way. Do you accept the card? Let's say cash app or cash? Okay, cash app. Oh, yeah, that's it. No more. We would have the normal coin. Okay, we'll just have okay. like on the. Bây giờ Hà đang đứng ở chỗ một cửa hàng bán đồ ăn bể của mình và Hà sẽ chọn cái món này là mình. Đó. Mới đầu thì Hà thích chọn cái bắp, nhưng mà tại vì cái bắp nó người ta bán hết bắp rồi nhưng người ta chỉ còn những cái nguyên vật liệu thôi. Mà cái này thì nó là rau củ nhưng mà Hà không biết thích rau củ lắm. Hà sẽ chọn cái món này ha. Và bây giờ mọi người hãy xem cái cách mà họ chế biến cái món ăn này như thế nào nha. Đầu tiên là bắp. Thì bắp á, thay vì là hồi nãy Hà chọn cái món mà có nguyên một trái bắp á, thì bây giờ là bắp mà họ đã tách hạt ra rồi. Thì Hà không rõ là họ đã luộc hay là xào, nhưng mà hình như là xào đó mọi người. Tiếp theo họ sẽ bỏ gì đây? À, đó là phô mai. Hả? Phô mai họ để vào trong cái thành ly. Không biết là họ có thêm bắp nữa, trong ly đó cũng có bắp. Mấy đứa con của Hà nó đang khóc nhoi nhoi lên hết rồi, làm rối ghê luôn á. Bắp họ để bên ngoài và cả bên trong ly luôn á, nên ai là tín đồ của bắp là thích lắm nha. Thì Hà cũng là một trong những tín đồ của bắp. Kế tiếp theo họ sẽ làm gì đây? À, họ rắc thêm một lớp phô mai bột ở trên mặt á mọi người. Cái món này là chủ yếu là bắp và phô mai thôi. Hình như là vậy. Kế tiếp là gì đây? À, để xem. Đó là chanh. Họ hỏi Hà có muốn vắt chanh vào không? Thì Hà đồng ý rồi. Phô mai tiếp. Vậy là phô mai sợi nha mọi người. Cái này là bao béo luôn á. Phô mai bột, phô mai sợi, phô mai tan chảy. Cái này là cái gì? À, hình như là ớt bột. Tại vì hồi nãy người ta có cho Hà chọn là cay hoặc không cay á. Thì Hà hỏi mấy đứa con, Hà nó không chịu ăn món này, nên Hà sẽ làm cay để cho Hà dễ ăn. Là phô mai nữa mọi người. Phô mai này, phô mai lỏng hoặc phô mai dạng lỏng. À, phô mai trắng, bây giờ phô mai vàng. Cái món này là gọi là bao béo luôn đó. Thành cuối cùng là họ sẽ bỏ cái bánh này. Cái tên của cái bánh này là bánh Doritos. Thì trong siêu thị họ cũng có bán cái loại bánh này á. Nhưng mà trong cái món ăn này thì họ kết hợp giữa bắp, phô mai và bánh này giống như là mình có thể quẹt phô mai và mình ăn vào cho dễ ăn phô mai á. Không cần phải dùng muỗng. Để coi trong cái nồi này là cái gì vậy ta? Đừng nói phô mai nữa nha. Chính xác luôn mọi người, phô mai tan chảy.
không biết cái tên của loại phô mai này, nhưng mà người ta bỏ trong cái nồi đó để nấu tan chảy phô mai. À, ông chủ là kêu Hà giới thiệu cái tên của thương hiệu của ông đó nè. Đây là một cách tiếp cận đến khách hàng rất là hay đúng không mọi người? Có thể là người ta không có biết đến gian hàng này đâu, nhưng mà thông qua cái hội chợ này đó, nhiều người sẽ biết đến gian hàng của họ. Một cách tiếp cận cộng đồng rất là hay. Phô mai nữa. Phô mai là phô mai bột. Không biết là có mấy loại, nãy giờ đếm chắc cũng được 5 loại phô mai rồi đó ha. 5-6 loại gì luôn rồi đó. Ồ, đây là chắc là mayonnaise. Hà nghĩ là mayonnaise. Rồi thêm nữa, trời ơi, công nhận cái món ăn này đặc biệt ghê ha. Đầy phô mai, ngập tràn phô mai luôn á. Không biết ăn như thế nào ha. Đó, có vẻ xong rồi. Tên tên món ăn của Hà đây, mặc dù Hà không biết tên của nó là gì. Đây, Hà đã nhận được món ăn của Hà rồi. Và bây giờ sao thử mọi người, bây giờ mọi người coi là bầu không bầu. Hà không có tay để mà Hà thử, bây giờ để kiếm một cái bàn nha. Lại một cái bàn rồi mình lại mình ngồi mình. Hà sẽ cho mọi người biết mùi vị của nó như thế nào nha. Bây giờ Hà đang thử, tại vì hôm nay Hà đi, Hà quên em Hà cái chân máy, định đi chơi chụp hình tụi nhỏ thôi. Mà lúc cuộc đầu quay đây thấy nó hỗ trợ nó cũng hay, quay cho mọi người xem và không có đem micro nữa. Nhưng mà mọi người quay đỡ đi ha, giả chiến đi. Cái đoạn này Hà sẽ nhờ con trai 6 tuổi của Hà nó quay giùm Hà nên nó hơi bị lắc, người thông cảm nha. Quay chút chút gì đây cho mọi người. Bánh là bánh đồ quý cơm mình, mọi người có thể mua trong siêu thị thì có loại cay và không cay, mà Hà đã chọn loại cay. Quay xích xích lại cho mắt con mà. Rất là béo, rất là ngon mọi người. Và hồi nãy Hà có thấy nó, ủa từng có quay ngang qua mắt. Rất là ngon, nhưng mà cảnh báo nha, bị mập á. Và bây giờ quay cận cảnh xem đây. Mọi người có thấy không? Trời ơi, gọi là phô mai ngập tràn luôn á. Những cái số phô mai tan chảy nó làm cho cái món ăn mà giống như mình ăn súp luôn. Nhưng mà cái vị nó béo mà vừa có loại phô mai nó ngọt ngọt. Cũng có là phô mai nó mặn mặn nữa, mình nói chung là rất là ngon. Nhưng mà chỉ là dành cho những người mà yêu thích phô mai thôi nha. Chứ những người mà ghét phô mai thì món này chắc không phải là cái món ăn dành cho họ rồi. Để xem, ồ cái miếng bánh này là nhìn nó phủ phô mai, nhìn thấy đã kìa ha. Và cái vị đó mọi người biết rằng cái vị nó cay cay á, mà kết hợp với vị béo của phô mai, ăn rất là thích cái miệng luôn à. Món này chỉ có một điều duy nhất thôi là chống chỉ định với những người mà ghét phô mai. Mọi người nhìn cái miệng của Hà ăn là biết Hà là một người cũng rất là thích phô mai đúng không? Để hết cho chị. À, ăn xong no cái bụng rồi, bây giờ Hà sẽ đi xem tiếp những mặt hàng của các gian hàng còn lại. Thì ngay từ đầu Hà nói rồi, đây là những cái đồ dùng mà họ, những cái vật trang trí mà họ làm thủ công hoàn toàn. Thì bởi vậy cái giá của nó hơi cao không mọi người, cao cho cái sự sáng tạo đó. Thì nếu mà ai mà cần những cái mặt hàng mà độc lạ không đụng hàng thì có thể đến cái hội chợ này để tìm mua cho mình những món đồ ưng ý của mình. Và đây là cái gian hàng, đây là cái thương hiệu của cái gian hàng thủ công này. Những cái quầy này, quầy kế bên của họ đó là những cái gọi là cái nến, nhưng mà nó có trang trí ở bên ngoài rất là đẹp. Có thể mình dùng để trang trí cho những buổi tiệc Giáng sinh. Rất là ý nghĩa mọi người. Gian hàng này thì nhỏ vừa thôi, và nó có bày bán những cái đôi hoa tai, những đôi bông làm bằng thủ công, và những cái logo biểu tượng, những cái bức tranh nhỏ nhỏ, những cái sticker. Đây là những mẫu mã cho cái người chủ họ tự thiết kế. Tiếp theo thì Hà sẽ đi đến gian hàng bày bán những cái xà bông thơm. Thì đứng từ xa xa đã ngửi được cái mùi thơm rồi mọi người. Cái mùi thơm rất là sang trọng, và nó làm từ những xà bông này có tác dụng là dưỡng da, và tại vì nó làm từ gọi là dầu dừa mọi người.
họ vừa bán nến thơm và vừa bán những cái giống như là cái viên mà thả vào bồn tắm cho nó nổi bọt á, mình thư giãn lúc mà tắm á mọi người. Những cái viên xà bông này nhìn đẹp mắt quá ha. Và người chủ gian hàng có nói với Hà là nếu mà Hà muốn ngửi cái mùi thơm thì cứ tự nhiên mà ngửi. Đây là những cái xà bông của mùi rất là thơm, nhìn là hình thù giống như cục đá đó mà, nhưng mà là xà bông á, rất là thơm. Để Hà thử coi những cái viên khác nó có viên trắng này đi. Just in time to our protection against the original coronavirus and Omicron. Just in time for more get-togethers this winter. Updated COVID protection is here, and that's a moment we've all been waiting for. Vaccines.gov. We can do this. Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services. Trong 4 mùi này thì Hà thắng nhất là cái mùi này đó. Nó bán 10 đô một viên như vậy. Mùi này là tại vì mùi hoa hồng. Đây là gian hàng họ bán những cái đồ cho em bé sơ sinh. Và đây là những sản phẩm mà đang móc bằng tay mọi người. Ở ngoài rất là khó tìm. Nhìn qua những cái sản phẩm thì Hà thấy được là cái chủ cửa hàng này cũng rất là có gu thẩm mỹ mọi người. Về cái cách phối hợp màu sắc rất là tao nhã và kiểu dáng thì sang trọng nữa. Mọi người ơi, mấy cái áo thấy cưng dễ thương nghe chưa? Dành cho mấy em bé mới sinh ra đời đó. Những cái kiểu này á thì mình khi ra ngoài mình tìm không có ra đâu. Giống như mình muốn đặt quà cho bé sơ sinh á thì một là mình tự làm thôi, hai là mình có thể mua cửa hàng. Cầm cho má xem. Quảng cáo cho má này. Tiếp theo là gian hàng này là người ta bày bán những cái loại nến thơm. Nhưng mà Hà thấy cái kiểu dáng cái gian hàng này nè là trong siêu thị người ta cũng có bán nhiều. Thì nó không có gọi là cái một cái nét đặc trưng nào gọi là handmade hết mọi người. Ví dụ nếu mà mọi người thường thường bán handmade đó là mọi người sẽ bán những cái loại nào mà ví dụ siêu thị người ta khó tìm thấy á, thì cái đó là nên bán. Gian hàng bông tai này Hà nhìn Hà rất là thích, nhưng mà cái mặt Hà làm như Hà không có hộp để đeo bông, rồi nhìn Hà đeo vô nhìn Hà sến sến quê quê sao, nên Hà ít khi nào mà đeo bông lắm. Và gian hàng này là có một điều đặc biệt, đó là thí dụ có những cái móc chìa khóa gì mọi người muốn gắn tên của bạn thân, của bạn bè, rồi của người thân gia đình này nọ để làm món quà tặng thì rất là có ý nghĩa. Và họ cũng có in hình áo thun này nữa. Hà quay cái video này thì mục đích của Hà là vừa làm YouTube nhưng mà vừa cũng là lưu lại những cái thông tin cho Hà khi mà Hà giống như cần đến những cái dịch vụ này, chẳng hạn như là in móc khóa, là in áo thun, rồi giống như là những cái làm những cái đồ vật trang trí lưu niệm á, để tặng cho bạn bè vào những dịp đặc biệt á, thì Hà có thể lấy thông tin từ những cái trang mạng xã hội này, những cái cửa hàng online này để sử dụng vào những lúc cần thiết. Video của Hà cũng khá dài rồi. Thì Hà biết là những cái dịch vụ này chỉ bán bên Mỹ thôi, thì các khán giả Việt Nam không thể nào mà tiếp cận đến các dịch vụ này. Nhưng mọi người cứ xem cho vui ha. Và biết đâu được khi mà nhìn những cái sản phẩm này đó, thì một số bạn ở bên Việt Nam có thể có ý tưởng, có thêm những cái ý tưởng để làm những cái mặt hàng handmade cho mình.
và khởi nghiệp bằng những cái dịch vụ làm hàng thủ công này như vậy cũng là một cái điều kiện tốt đúng không mọi người? Mọi người ơi, Hà xin phép kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã luôn dành thời gian để xem, theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Hà, cũng như là chia sẻ với Hà về những khoảnh khắc vui chơi, những cuộc sống hàng ngày tại Mỹ như thế nào. Rất cảm ơn mọi người vì điều đó. Và nếu mà những ai là người lần đầu tiên mà đến ghé thăm cái kênh YouTube của Hà thì mọi người ơi, nếu mọi người thích cái nội dung Hà chia sẻ thì hãy cho Hà một cái nhấn nút theo dõi nha. Cảm ơn mọi người. Bye mọi người.